Dưới đây khéo ông Tuấn ông dính vào rồi. Không, tôi ôm đây xa mà, thôi. Đây mà. Đây mà. Con này cũng ngứa mày đó mà. Nào. Con bé tí mới sợ. Ký ức tuổi thơ trở về. Đố các bạn con này là con gì đây? Đây bấm vào đây chứ. Bấm vào đây. Bấm cái điểm con này là chim hóa thành. Để đừng để xuất nhập. Để ảnh bình thường thôi. Đâu, anh đang quay mà. À quay à? Quay 5 3 mét mà.